3D máy bay thương mại về anh xử lễ đồng quang. Hoàng tử Harry tới London trên chuyến bay thương mại của American Airlines vào sáng ngày 5 tháng 5. Theo truyền thông Anh, công tước xứ Sussex bay từ Los Angeles về Anh trên chuyến bay AA136 của American Airlines và hạ cánh lúc 11 giờ 23 sáng thứ Sáu tại sân bay London Heathrow. Trong khi đó, Meghan và hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet ở lại California. Harry dự định bay về Mỹ ngay sau khi buổi lễ đăng quang của vua sát đệ tam và hoàng hậu Camilla kết thúc vào chiều nay để kịp chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của con trai đầu lòng Archie. Đó sẽ là một bữa tiệc đơn giản tại nhà, họ chỉ mời bạn bè thân cận và mẹ Meghan, Doria Jacqueline. Meghan chắc chắn được hỗ trợ cho việc trông con và tổ chức tiệc vào cuối tuần này. Một nguồn tin nói trên tờ People. Nói về chuyến thăm quê ngắn ngủi của Harry, một nguồn tin khác tiết lộ với tờ The Sun, Harry sẽ đến và rời Vương quốc Anh sau 24 giờ, anh ấy chỉ tham dự nghi lễ đăng quang rồi rời đi ngay. Vào tối ngày 5 tháng 5, công thức sư sắc xét được cho là sẽ ở lại một đêm cuối tại Frogmore Cottage sau khi vua xác để tam yêu cầu vợ chồng anh dọn khỏi đó từ đầu năm nay. Bất chấp mâu thuẫn kéo dài, đặc biệt là sau khi hồi ký Spare được phát hành, Harry được cho là muốn có mặt tại lễ đăng quang để ủng hộ cha trong thời điểm trọng đại của cuộc đời ông. Một người bạn của nhà sắc xét cho biết. Vua Jacques để Tam vui mừng khi con trai út có mặt nhưng cũng thất vọng vì con dâu không về. Theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Charlie Bidel Smith, ngoài lý do sinh nhật con trai trùng ngày lễ đăng quang thì phản ứng dữ dội của giới truyền thông mà Meghan có khả năng phải đối mặt, đóng vai trò trong quyết định không tham dự buổi lễ của cô. Meghan muốn ở bên ủng hộ bố chồng nhưng sự soi mói mà cô ấy nhận được còn nhiều hơn sự ủng hộ. Sẽ luôn có những người bôi xấu họ và ai lại muốn đặt mình vào tình thế đó bản thân của cửu diễn viên mỹ cho hay.